Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm mũ nha các bạn ơi. Cái mũ này ở đây, xin mời tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Hiêu cao cổ dài cung te các bạn ạ. Ở đây là sản phẩm của mình, chú ong buồn các bạn ơi. Như vậy video của mình hiêu cổ dài cute của mình đến đây là kết thúc rồi nha. Mình xin chào tất cả các bạn. Ở đây là sản phẩm cái mũ của mình cũng đã kết thúc của mình. Sản phẩm cái mũ của mình đã kết thúc nha. Mình xin chào tất cả các bạn. Chú ong buồn của mình đến đây cũng là kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy hay hãy cho mình lần like và đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm con rùa trâu các bạn ơi. Sản phẩm con rùa trâu nha các bạn. Và đây là sản phẩm của mình gửi tặng đến mình, đến các bạn ngày hôm nay nha. Con bọ cạp cute các bạn ơi. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Thỏ sa mạc nha các bạn. Mình sẽ tô màu sản phẩm thỏ sa mạc được.
Như vậy là sản phẩm của mình đến đây là kết thúc rồi nha các bạn. Sản phẩm con bọ cạp cute các bạn ơi. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Ở đây là sản phẩm con rùa trâu của mình đến đây là kết thúc rồi. Mình xin chào tất cả các bạn. Sản phẩm thỏ sa mạc của mình đến đây cũng là kết thúc rồi. Mình xin chào tất cả các bạn.